Tiến Dũng, Van Dijk. Tiến Dũng. Không phải. Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó. Quả penalty trong trận. Tiến Dũng. Come on! Hoàn đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương. Anh Dũng có để ý những động tác chân của Tiến Dũng hay không? Có khá nhiều chiêu trò trong những quả đá phạt như thế này. Áp sát. Áp sát. Không có gì khó khăn với Tiến Dũng. Người đã tung người pha bóng là Phan Văn Đức. Tiến Dũng và đội trưởng Ahmad Duzadeh bên phía U23 Qatar. Duzadeh. Không vào! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Al Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên, tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Lần thứ hai tại giải đấu này, không nhiều thủ môn làm được như vậy. Bùi Tiến Dũng cố lên, số 13 của U23 Qatar. Đó là Andrej. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng, Van Dijk. Tiến Dũng. Không phải! Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó. Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn, rất vừa vặn. Để chúng ta nó đang tạm thời có cơ hội. Những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy. Không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh ngừng lưỡng. Đã lại làm nên một kỳ tích nữa thôi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng. Tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ, đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào chung kết của U23 châu Á. Quyết đang phủ trắng mặt sân Thường Châu. Quá khắc nghiệt với điều kiện thời tiết như này. Hoàng Hồ Tiến Dũng. Đội bạn cũng tích cực áp sát trong hiệp 2 này. Và chúng ta phải hạn chế những khoảng trống dành cho các cầu thủ Uzbekistan. Người của Tiến Dũng còn trôi đi một đoạn. Tuyệt vời Tiến Dũng. Một tình huống mà tưởng như chúng ta đã phải nhận bàn thua rồi, nhưng pha đổ người của Tiến Dũng là xuất sắc. Một cú đổ người không khác gì một pha cản phá penalty của Bùi Tiến Dũng. Xuất sắc. Và nó giá trị như một bàn thắng.